Chào tất cả anh em từ miền Nam đến Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá. Thì hôm nay tiếp tục shop Tuấn Kỳ GB gửi đến em một lô cần 2-3 khúc hàng kiện Nhật. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 6, lô lần này bao gồm 28 cây anh em nhé. Đủ cái thể loại hết cho anh em tham khảo. Từ cái dòng lua ghê, câu ngâm, sông hồ, câu iso, câu lục, câu vạc bờ biển và những cái hệ loại câu tay, câu đơn. Em hết cây nào cứ liên hệ đặt hàng với shop mình qua số điện thoại 0976 977106, mình ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Thì như thường lệ mình cũng sẽ đi vào thông số chi tiết cũng như là giá từng cây cho anh em nắm nhé. Đầu tiên anh em có thể thấy bên tay trái của em là một con cần súp. Đây là một dòng cần súp thương hiệu Nissin. Nissin là một thương hiệu khá nổi tiếng của Nhật anh em nhé. Hình thức của nó đây, em có thể thấy ha. Đây là một dòng Pro Nissin Super Sup. Chiều dài của nó là 39, độ cứng là 30, tương đương với lại CX anh em nhé, thông số chuẩn luôn á. Bass Civet decal Japan nè. Hàng này còn cũng khá là đẹp. Có một cái vết xước ngay đây duy nhất, vết dâm do phen cạ nè, một vết duy nhất thôi. Tổng thể con cần thì rất là đẹp. Con này là dòng cần hệ của Nissin cho nên nó sẽ trang bị phen full six anh em nhé, full six gập. Chất liệu là bên trong là nó vàng vàng carbon xoắn ha. Đấy, hình thức của nó đây anh em có thể thấy. Con này rất đẹp. Bu phu xích nè. Đây cái bộ phận gần cái chụp đầu ha, cho nên nó hay bị xước ngay ngọn tí lắm. Hầu như con nào cũng sẽ bị thôi, dùng rồi sẽ bị. Ít thì nhiều, con này cứng chuẩn CX anh em nhé, cứng đấy. Cho anh em đánh lục, đánh tầm 30 m, 40 m đổ về. Nhưng anh em câu đầu cần vẫn câu ok, hoặc là bạc bờ biển. Thì con em gửi đến em với mức giá là 2,5 triệu anh em nhé. Còn súp Nissin, còn hại phen full six, hình thức còn đẹp. Mã số 1. Con này còn cá bao nhung luôn em. Kế tiếp mã số 2. Con này thì còn cái bao của nó luôn. Con này khá là mới. Số 2 là một con cần. Con này là dạng new sup anh em nhé. Hàng này là hàng nội địa Nhật. Một dòng sup master nè. Đây anh em có thấy cái bao của nó nè. Hàng này nội địa Nhật anh em nhé. Giá mới nó nè, 17.000 yên nè anh em. Giá mới của nó thì nó tầm 4 triệu đó nè. Con này thì còn rất là mới. Hình thức nè anh em có thấy. Chiều dài của nó là 5,4 m ha. Thủy thông số này cũng rất là hiếm đấy, chứ nó không nhiều đâu. Thường thì nó dài dữ lắm là 4,5 m là dữ lắm. Con này 5,4 m, cứng 25, tương đương DX anh em nhé. Một dòng Neo Sub Master, hàng nội địa Nhật. Bass Fuji Japan nè. Rất là keng ha. Phen Fuji gập nè. Bên trong thì đây anh em có thể thấy xoắn tít hết, rất là đẹp.
Thì vừa rồi nó bị sự cố, nó điện nó tắt một tí anh em nhé, nó không có ánh sáng. Con này nó xoắn rất là đẹp. Hôm nào nó cũng trời mưa đen kịt hết. Mình cố gắng làm video gửi đến anh em thì cái chất lượng ánh sáng nó không được tốt lắm anh em nhé. Giờ này vào mùa mưa, đầu mùa mưa cho nên là nó mưa miết à. Pin bát Fuji hết. Rất đẹp. Ngọn nó đây. Cái chỗ này là họ quấn cái kêu cái gì nhỉ? Cái đây là cái chuông đó anh em, y như một cái cây cần ở video trước mình cũng đã nói anh em rồi đó. Có loại thì nó có sẵn, còn cái loại này cái đầu u không có sẵn thì họ lại quấn. Thì lúc sáng vô tình mình xả ra nè, xả ra thì nó bị chốc sơn. Đây nó quấn đây, cái chỉ nó còn đây, sáng mình xả ra nè thì nó là bị chốc sơn tí ngay chỗ này ha, nó dốc theo cái cọng chỉ đi luôn á. Thì họ quấn, họ đổ keo ấy. Quấn này gắn cái chuông đó anh em. Con này chuẩn hết, không hụt phân nào hết. Độ cứng nó là DS em nhé. Đây. Dài 5m4. Chiều dài rất là hiếm. Con này mình gửi đến anh em với giá là 1 triệu 7 anh em nhé. Mã số 2 1 triệu 7, hàng nội địa Nhật. Rất là keng đẹp. Kế tiếp mã số 3 là một con cần Isofen nhỏ của thương hiệu Dewa. Đây là dòng cần hệ anh em nhé. Một dòng Dewa carbon xoắn. Dòng monocarbon anh em nhé. Ngọn số 3 thì 6m3. Xoắn tít hết. Thì bass Fuji Japan. Phen là phen Fuji. Bu là bu chống xoắn anh em nhé. Bu Fuji Six chống xoắn. Carbon nó xoắn cuộn hết nè. Con này thì nó bên trong nó cũng có một vài cái những cái vết xước dâm bên trong đó nè. Cũng có chỗ xước ha. Xước dâm, xước cát cái. Đấy anh em thấy không, cũng có vết xước nè. Mà cái này dạng như xước bóng anh em. Em nhìn lướt ngang à. Nhìn kỹ mới thấy lướt ngang cũng không không thấy được đâu. Thì mình quay như này mình soi cho anh em xem cái vết xước của nó. Thường thì nè, rút ra rút vô như này nè anh em là nó bị xước. Những anh em mà câu ở ở bên Nhật ấy, rất là nhiều đảo, nó tầm là một cả trăm cái đảo lận anh em. Cho nên là họ đa số là cận bên Nhật đều đi câu biển. Cho nên là cát rất là nhiều. Cát nó vào đây nè, rút ra rút vô là nó bị xước liền, xước bóng ấy. Xoắn. Cái lóng thứ ba này thì nó lại không bị, ít bị, nó bị cái lóng thứ hai thôi. Mưa ở ngoài to quá cho nên là điện nó bị chập miết à. Xoắn tít hết em nhé. Xích. Xích chống xoắn nè. Ngọn xoắn luôn ha. Đọt số 3 cũng khá là cứng anh em. Nếu anh em con này anh em xả tay thì nó phải nó cứng tầm cũng phải là 3,5H đấy. Đây là dòng ISO hại ha. Của đây qua con mã số 3 này giá triệu rưỡi anh em nhé. Kế tiếp mã số 4 là một con ISO của thương hiệu Nissin. Con này còn cũng khá đẹp ha. Bass Fuji Japan nè.
Ngọn số 3 về 8 mét thì cái thông số mà 8 mét này nó rất là hiếm anh em nhé. ISO mà nó mà dài đến tận 8 mét là cũng ít lắm, không có nhiều đâu. Con này chuyên dụng cho anh em săn hàng thôi. Đúng chuẩn là săn hàng luôn á. Những anh em tay to nè, thấy. Con này cầm khá là nặng, phone nó chắc. Dài đến 8 mét mà ngọn số 3, dòng Pro ha, Nissin Pro. Pro Silhouette. Phen Fuji hết em nhé, bu Fuji xích chống xoắn nè. Con này còn rất là đẹp. Tám mét anh em nhé, con này là đúng là hiếm luôn đấy. Xoắn này, xoắn tít đây nè. Con này nói chung mới này mà. Xoắn nè, xoắn gần hết em nhé. Xoắn từ trong ra ngoài luôn. Xoắn tít hết. Con to ha, ISO cho anh em săn hàng khủng ấy. Con em gửi đến em với mức giá là 1 triệu 8 anh em nhé. Hàng hiếm. Bảo đảm anh em là hiếm luôn. Kiếm con thứ hai chứ cũng không có đâu. ISO mà dài 8 mét. Kế tiếp mã số 5 là một con cần ISO lớn Suzumi. Vẫn là chất liệu carbon. Bass Fuji. Thương hiệu Suzumi anh em nhé. Đọt số 4 về 5,3 m. ISO phen lớn nè. Phen Fuji, bass Fuji, carbon hết. Con này thì nó cũng ít xước xét. Ít xước anh em nhé. Thì cái ngọn số 4 này cũng khá là cứng rồi. Đây con vé xước két ngay đây này. Con này em gửi anh em với mức giá là 1 triệu tư anh em nhé. Mã số 5 1 triệu tư. Đọt số 4 5,3 m khá là cứng đấy, cho anh em săn hàng đấy hoặc là anh em đánh biển. Kế tiếp số 6, số 6 là một con cần súp. Thì con cần súp này nó của cái này dính phấn anh em nhé, không phải xước đâu. Con này của thương hiệu Olympic. Carbon xoắn gân. Thì những cái phần mà nó ánh sáng không có anh em cứ tua qua ha. Carbon sóng gân Olympic. Bass Fuji. Japan Fan Fuji. Sóng gân gút hết em nhé. Đấy, sóng gân hết. Con này cũng có vài vết xước đây nè anh em. Chóc nè, gọn ngọn này chóc sơn thôi. Chóc một hai vết nè. Thì con này là hàng cũng VIP của Olympic rồi.
nó xoắn gân guốc như thế này cơ mà. Con này 4 mét, con này 4 mét rưỡi, cứng chắc tầm cỡ xếp anh em, cho anh em đánh tầm 30 mét ha, đánh lục đầu cần bồng bềnh hoặc là đánh tầm 30 mét. Fan Fuji, bát Fuji nè, 4 mét rưỡi nè, dòng SS Olympic SS ha, con này giá 1 triệu 7 anh em nhé. Thông số 4 mét rưỡi thì nó cũng ít lắm. Kế tiếp mã số 7 là đến cần hai khúc anh em nhé. Đây là một con cần hệ của thương hiệu Daiwa, một dòng Daiwa Speed. Daiwa Speed này là một con cần đời mới anh em nhé. Con này đời cũng cao rồi. Con này nó có thông số là, để mình xem. Đây, 82m7 đây, hai khúc. Hai khúc 27 ha, cứng 80. Cho anh em câu sông hồ, câu lưu rê, câu cá tra. Vì fan này nó cũng cao, cái dòng fan ba chân nó cũng cao này, anh em con này có thể lua được. Đây là một dòng Daiwa, hàng đề cao cho nên là made in China anh em nhé. Có mã code đầy đủ ha. Đây, tiếng Nhật. Con này xuất qua thị trường Nhật đấy, mới tin nè anh em. Bát Fuji carbon xoắn nè, fan Fuji ba chân Akunai. Đấy, fan này lua được anh em nhé. Bu là bu Fuji xích chống xoắn nè. Đấy, này dính keo ha. Con này nói chung con này mới tinh, lao keo mới tinh. Cứng 80 anh em nhé. Nếu mà so với lại cần lua thì nó cỡ đủ cứng MH đấy. Gửi đến em con này với giá là 1 triệu 8 anh em nhé. Đây là cần hại của Daiwa. Kế tiếp, mã số 8 là một con Daiwa Hololock Carbon Heya. Fan Fuji, bát Fuji Japan nè. Độ cứng 50 và 2m1 ha, cho anh em câu bè, câu đập. Cho anh em câu được nhiều thể loại, anh em cần cần ngắn ấy, độ cứng vừa phải thì có thể lấy con này. Fan bát Fuji hết, Carbon Heya khá là mới. Hydrolock hay da dòng ARB anh em nhé, dòng hại ha, tem vàng nè, giá của nó là 1 triệu tư anh em nhé. Mã số 8. Kế tiếp mã số 9 là một con cần Timberwolf. Timberwolf này giống như Shimano anh em nhé, giống như mấy cái con máy Timberwolf ấy, carbon xoắn nè. Đây là một dạng cần câu bè hai khúc hai ngọn, bát Fuji Japan, fan Fuji, cứng 30 50 dài 1m8. Giá của nó là 800k anh em nhé. Hai ngọn. Cho anh em câu bè, câu đủ hai loại ha, fan bát Fuji hết, dài 1m8. Kế tiếp mã số 10 là một con cần hai khúc câu bè. Đây là một con cần cũng là Shimano luôn, Pacific ha. Con Shimano này thì vẫn chất liệu carbon, cứng 15, dài 1m8, fan bát Fuji hết. Đây ngọn nó đây, câu tôm, câu bè đâu ha anh em, câu hanh, câu tráp, dì dò đồ ha, đủ cái loại hết, giá 800k luôn, hàng rất là mới. Kế tiếp mã số 11. 11 là một con cần hai khúc dây trong thương hiệu Daiwa Hydraulic. Có tem vàng anh em nhé. Con này thì nó có độ cứng là 120 và 2m3 hai khúc, rất là cứng đấy. Cho anh em có thể là câu câu bè, câu biển, câu đập. Lồng sứ ra dây xích nè. Xích nè. Carbon hay da ha. Đấy, Interline, đây qua Interline, rất là cứng. Con này sẽ có giá là 900k anh em nhé. Mã 11 900k. Mã 12 là một con cần hai khúc,
Còn hai khúc này thì nó vẫn là chất liệu carbon em nhé. Fan thì là fan sứ thường thôi, không phải fan Fuji. Carbon cứng 30 2m1 cho anh em câu bè, câu đập ha, hoặc là anh em câu vặt. Con này giá là 600k. Kế tiếp mã 13 là một con cần rút dây trong, thương hiệu vẫn là con Daiwa Hauler Lock Interline, tiếp tục y như con lúc nãy anh em. Con này cứng 30 2m7 cần rút anh em nhé. Bát của nó là bát của hãng Daiwa, lồng sứ dây, lồng sứ xích. Đây, đầu xích luôn nè. Ba mươi nhưng mà nó là cần dây trong cho nên nó cứng như là cần 50 của mình vậy đó anh em. Nó tương đương với lại mấy cây 50 ấy. Thường dây trong cái phôi của nó làm sẽ chắc và cứng hơn phen. Con này rút dây trong ha. Rất là gọn cho anh em đi câu những địa hình. Giá 800k mã 13, Daiwa Interline Hauler Lock. Kế tiếp mã 14 là một con CH. CH này Singer 1897 có cả bao luôn. Carbon 3 khúc. Kén 3 khúc đề cao ha. Làm theo mấy mẫu cần đề mới bây giờ đấy. Fan bass Fuji hết. Carbon mới tinh ha. Dày 3m3, độ cứng nó thì nó tầm ML cho anh em lui ghềnh hoặc là anh em đánh những cái thể loại khác, câu vặt, câu ru-phi này kia rồi đấy. Câu những mồi không quá nặng đấy. Thì so với thông số cần lua thì nó cứng cỡ ML đó anh em. Giá của nó là 1 triệu 2 anh em nhé. Mã 14 giá 1 triệu 2, 3m3. Kế tiếp mã 15. 15 là một con cần troller. Đây lâu lâu về đựng con đó đây. Con này full bao, thương hiệu Shimano ha. Hai khúc. Còn cả bao Shimano luôn. Con này mới tinh anh em ạ. Còn cái bao chưa bóc luôn nè. Bass Fuji tem vàng nè. Fan Fuji một chân Akunai đời mới ha. Đấy. Bu thì là bu Fuji xích chống xoắn nè. Troller thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rồi anh em nhé. Dòng cần này thường thì độ nó cái độ mà dẻo nó như UL với anh em, nhưng mà độ action nó cao, anh em có thể săn cá lớn được. Chung con này đánh sướng lắm. Dòng Torai Shimano dài 6,6 1m98 anh em nhé. Thì con này nó line nè 4 đến 10 phao, lua là 5 đến 18 gram ha. Made in China xuất Nhật có tem nè. Hàng chuẩn anh em nhé. Con này mới tinh. Không khác gì hàng bốc bốc hộp hết. Thì giá của em nó là 1 triệu 2. Kế tiếp mã 16 là đến cần tay anh em nhé. Đây là một con cần tay Suyumi. Rất là đẹp. Còn bao, còn nút đầy đủ luôn. Con này 4 mét rưỡi, độ cứng tương đương 3H. Cho anh em câu chép, viết ru phi ha. Cho anh em bộ môn câu đơn. Dòng này là, à mình nhầm không phải Suyumi, Civita. Cả bao luôn em nhé, rất là đẹp nè. Xoắn ha. Bên trong cái cần này thì còn khá là đẹp. Con này còn đẹp đấy anh em ạ. Đấy ngọn của nó nè, tầm 3H. Cho anh em câu chép viết ru phi, sặc ru đồng ha. Kế tiếp mã 17. À con này có giá là 1 triệu 2 anh em nhé. Mã 17 là một con cần nội địa Nhật, một con cần tay. Hàng này nội địa Nhật luôn em nhé. Còn có bao nè. Đây cho anh em xem. Một dòng Hy Carbon. Giá nó giá mới 21.000 yên ha. Nó tầm 4 triệu rưỡi anh em. 4 triệu rưỡi. Trọng lượng là 418 gram ha.
6,3 m, độ cứng là H. Nó tương đương con này cỡ 4H đó anh em. Cũng cứng đấy. Tại vì mình rút ra mình thấy thẳng tưng à. Rút ra mình thấy thẳng á. Nó ít có quằn lắm. 6,3 m độ cứng H. Con này chuyên dụng cho anh em săn hàng ha. Săn hàng hoặc là những anh em đánh ghềnh biển. Con này mới tinh anh em ạ. Còn bao đây. Bao 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 nhung của nó đây anh em. Đấy bao của nó đấy. Nhìn cái bao là biết xịn này ha. Xoắn tít thế này, từ gốc đến ngọn đây. Con này rất là mới anh em nhé. Con này gửi đến em với mức giá là 1,6 triệu. Cái tiếp mã 18 vẫn là một con cần tai lóng dài tiếp tục. Con này 4 mét rưỡi. Độ cứng của nó thì nó cũng tầm 3H. Cho anh em chép giết rô phi rô đồng ha. Con này còn khá là mới. Mà có một lóng như nó bị hơi nổ nổ keo một tí đó. Nó bị bọt keo á. Keo bóng á này nó hơi bọt ha. Con này mình để cho anh em với mức giá là 800k. 4,5 m lóng dài ha, còn cá bao. Kế tiếp mã 19 là một con cần tai lóng ngắn. Tai lóng ngắn này thì nó của dòng Supervise. Chắc là hàng nội địa Nhật luôn đấy. Tiếng Nhật không à. Dài 4,5 m. Rút lóng ngắn anh em nhé. Con này cũng mới tinh nè. Cứng con này chắc nó tầm 2,5 H á. Cho anh em câu chép giết cảm giác ha. Nè, xoắn tít hết nè. Xoắn gân guốc hết nè. Xoắn hết anh em nhé. Con này 800k anh em nhé, mã 19. Kế tiếp mã 20 vẫn là một con cần tai hại của thương hiệu Shimano. Đây là một con hại anh em nhé. Còn bao, bao nhung. Bao nhung là bao của nó đây. Chụp đầu ha. Con này thì nó dài 4,5 m. Đây Shimano nè. Con cầu bè này lúc nãy nó cũng là dòng Shimano luôn anh em nhé. Thì đây anh em nhìn cái biểu tượng hai hai cái con mà sư tử ấy. Quay vô này là Shimano này. Đây là dòng Shimano Teen Power ha. Con này thì bên trong nó rất là đẹp. Những con còn bao về thường nó rất là mới, rất là đẹp. Con này lóng ngắn, anh em bỏ cấp xe thoải mái. Con này thì độ cứng nó tầm 2,5 H anh em nhé. Con này cho anh em câu giết, câu rô phi ha, câu cảm giác á, hoặc những anh em câu sặc, câu rô đồng rồi đấy. Hết cảm giác thì có thể lấy con này. Nói chung con này mới lắm anh em ạ. Đấy mới tinh. Bên trong những cái lóng bên trong của nó này. Con này sẽ có giá là 1,6 triệu anh em nhé. Kế tiếp mã 21 vẫn là một con cần tai lóng ngắn luôn. Cũng là hàng hại gân guốc ha. Của Olympic. Cũng còn cá bao. Con Olympic này thì nó cứng cũng cỡ 2,5 H ấy. Câu sặc, câu rô ha. Câu giết này kia đồ. Câu cảm giác anh em có thể lấy con này. Nó dẻo.
xoắn gân guốc hết nè, xoắn từ trong ra ngoài luôn em nhé. Đây ngọn nó đây, ngọn nó thì bé lắm, xoắn nè. Thì con này mình gửi đến em với mức giá là 1 triệu 2 anh em nhé. Mã 21. Kế tiếp mã 22 là một con cần hai khúc cho anh em đánh đáy, săn hàng, những anh em cầu bạo lực ấy. Đây, rất là khủng. Con này thì độ cứng nó cũng phải là tầm 2 đến 300 á anh em. Cứng lắm anh em ạ. Bát Fuji nè, phen dạ quang nè, Fuji xứ dạ quang ha. Thương hiệu Olympic nè. Dài 2m1, đầu bu rồng rọc nè, khủng chưa. Con này giá là 900k anh em nhé, mã 22 900k. Ngọn của nó tầm 6 ly á anh em ạ, rất là khủng. Kế tiếp mã 23 là vẫn một con cần hai khúc dài 2m1 cho anh em câu đập, săn hàng hoặc là câu biển, câu những thể loại câu cá lớn. Con này ngọn nó cũng to này mà, con này cứng tầm chắc cỡ 150. Phen Fuji, phu sứ dầu quang nè, bát 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 Fuji gặp nè, đấy FS8 bát lớn luôn nè. Chất liệu là gấp fix anh em nhé, những cái con này gấp fix thôi, gấp fix thì nó cứng, cần có quyển thường nó gấp fix nhiều. Kế tiếp mã 24 là một con 2m7 ba khúc, con này khủng ha, ba khúc ba ngọn luôn nè, cứng 30-40, 50-80, 80-100 nè, ba ngọn. Con này giá 1 triệu anh em nhé. Phen phen siêu biển luôn nè, phen này cũng chịu tải cao đấy, khá là mới, thương hiệu Sakura ha, nội địa Nhật anh em nhé. Thương hiệu này nó giống như Gamakatsu vậy đó, mình cũng đã nói nhiều rồi. Phen Fuji hết toàn bộ ba ngọn ha, 2m7 ba khúc, bass thì bass inox nè, bass cũng mới lắm. Kế tiếp mã 25 là một con cần có bao luôn. Con này là con chất liệu carbon pha phíp ha. Con này hai khúc hai ngọn. Độ cứng thì nó tầm cỡ 40 và lại 60 cỡ đó anh em. Giá 800k anh em nhé. Phen bát Fuji hết. Đây, phen bát Fuji đây. Fuji hết anh em nhé. Hàng nói chung hàng này rất là chuẩn, có cả bao mà. Kế tiếp 26 là một con cần 4 khúc. Con này là một con cần giả trúc ha, nó sơn giả trúc rất đẹp của thương hiệu Daiwa. Chiều dài của nó sẽ là dài bao nhiêu nhỉ? 154HS, 4m rưỡi anh em nhé. Và 4m rưỡi 4 khúc nè. Phen Fuji dạ quang gặp ha. Con này cho anh em thích hợp, anh em có thể câu bạc bờ biển, câu lục. Anh em thích bộ phen này về có thể kiếm bộ phen khác lên bộ phen. Cái phôi này rất là chuẩn. Dạ chúc anh em. Chất liệu nó giáp phít đỏ nhưng mà nó cũng không nặng lắm đâu. Đều qua ha. Bát thì bát Fuji. Coi bát này phải bát Fuji không? Hình như không phải Fuji anh em ạ. Epcalai hay gì á? Đây nó có chữ đây. À bát Epcalai anh em ạ. Thì
nó cũng giống giống Fuji vậy, nó vẫn dập là FS8 này. Thường thì Ecoline hoặc là NFS hoặc là Fuji. Thường thì hàng Nhật nó về thì có mấy cái loại bát đấy, đấy mình thấy thì nó cũng xem nhau thôi chứ cái giá nó cũng không chênh lệch lắm đâu. Kế tiếp là mã số 27 là một con Daiwa Kenyaki hai khúc. Con này có cả bao anh em nhé, cứng 120 24, con này khá là mới nè, phen cầu phen biển hết ha, bu chống xoắn nè, Kenyaki 120 24, chất liệu graphic đỏ ha, rất là cứng anh em ạ. À, cho anh em săn hàng, con này giá 1,2 triệu anh em nhé, phen bát Fuji Japan hết. Cuối cùng mã 28 vẫn là một con cần có bao anh em nhé. Con này thì của thương hiệu Wecnos. Wecnos này nó giống như cái con cần, con mã số số 2 số 3 gì lúc nãy. Con này thì là hai khúc chất liệu carbon pha phíp. Phen bát Fuji hết nè, dạng Fuji nè. Fuji đánh biển nè, chân quất ngược nè, bướm rồi chân quất ngược đẹp anh em nhé. Con này còn có cái bọc màng này luôn nè, mới chưa sử dụng luôn em, mới tinh nè. Kính 120 2m7 cho anh em câu cá tra, câu sông hồ đồ anh em nhé, giá 1,3 triệu dòng BG. Bộ phen nhìn có một cái vết nè, do phen nó đánh nó cạ đây, nó hơi chóc cái sân bóng tí nè, đấy ngay chỗ đấy đấy, chỗ mình quay đấy, một cái vết duy nhất thôi, còn lại con cần mới tinh nè. Phen Fuji cầu phen này cứng lắm anh em ạ. À, bu của nó thì là bu Fuji Six ha, Fuji Six, con này giá 1,3 triệu anh em nhé, cứng 120 khá khủng rồi. Tổng quan sơ lược thì mình lên cho anh em là 28 con cần, anh em thích con nào cứ alo đặt hàng của shop mình. Thì trong phần video này á, nó có bị sự cố về điện á, nó bị mất ánh sáng á, thì anh em có thể tua qua phần đó thì mình không có giới thiệu. Để anh em thông cảm cho mình nha. Thì cái sự cố mình cũng không mong muốn đâu. Thì anh em thấy video này hay thì vui lòng cho mình một đăng ký để theo dõi những video mới nhất. Chào toàn thể anh em.